vị, không phải tôi nói ra để tôi công kích nó hay là nó đã chết rồi tôi lôi tên nó ra, nhưng nó hành xử không có đạo lý. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm cái điều hợp lý trước khi nói đạo lý với Phi Nhung. Cho nên tôi đã tấn công Phi Nhung vào thời điểm đó. Mà đã như vậy rồi vẫn không ối trả ra 200 triệu cho thằng nhỏ. Mà đến khi bệnh suốt một tháng mấy hơn vẫn không nghĩ gì cho thằng Hồ Văn Cường. Cái này tôi nói, ai chửi tôi nghe, mà ai muốn gì cứ kéo đến Đại Nam, mà kéo đến số 6 Nguyễn Thông gặp tôi. Vậy thì Phi Nhung chết có đi đầu thai được không, trong khi đi mắc nợ một cái đứa trẻ cha mẹ nó nghèo đến như vậy? Nếu mà nói về luật nhân quả và kiếp luân hồi á, Phi Nhung còn nợ thằng Cường, có đúng không quý vị? Tại sao mình không xử lý cái gì có thể khi mình còn khỏe mạnh mà mình đã đang bệnh, để ngày hôm nay câu chuyện nó đổ đốn ra không biết đi đâu về đâu luôn.